Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio. Và hãng Bose mới vừa cho ra mắt một sản phẩm cực kỳ hot trong năm 2024 và được rất là nhiều người mong đợi, đó là em Bose Soling Max. Và trong video này mình cùng unbox cũng như là review nhanh về em này để xem ở mức giá đó thì em này sẽ mang lại những gì nhé. Ok mọi người, thì kế bên mình đây là em Bose Soling Max. Thì có mọi người có thể thấy là cái thiết kế bên ngoài của em Bose này á, rất là trẻ trung, rất là năng động nha mọi người. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái hình của em Bose Soling Max. Thì thiết kế của em này á, nó sẽ tương tự như là em Bose Soling Flex thôi. Tuy nhiên là cái kích thước nó sẽ to hơn rất là nhiều. Cũng như là có thêm một cái quai sách để mọi người có thể xách dễ đi ra ngoài chơi rất là dễ dàng. Và cái màu xanh ở trên hộp này á, theo mình thấy đánh giá rất là chịu mắt của mình nè. Mình nhìn vào rất là ưng mắt. Và mình rất là thích cái thiết kế mới của hãng Bose này. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong em này sẽ có gì nhé. Ủa? Ok, đây là nhân vật chính trong video hôm nay, đó là em Bose Soling Max. Thì là ấn tượng đầu tiên của mình á, về em này đó là cái lớp sơn màu xanh rất là dịu mắt của mình nè. Tuy nhiên thì nó cũng có thêm một màu đen rất là mạnh mẽ. Sẽ tùy gu mọi người thích màu đen mạnh mẽ thì mọi người hãy chọn, còn màu xanh dịu dàng thì mọi người hãy chọn em này. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái tấm e-căng làm bằng kim loại nha mọi người, để bảo vệ tốt hơn cái củ loa của mình bên trong. Ở phần trên chúng ta sẽ có là cái logo của hãng Bose, cũng sẽ tạo thêm một cái điểm nhấn cũng khá là ấn tượng cho em này. Ở mặt trên á, chúng ta sẽ có này, các bạn có thể thấy các nút điều khiển. Đầu tiên là sẽ có nút nguồn nè, kế bên là nút Bluetooth, kế bên là nút socket này. Và bên này chúng ta sẽ có là nút tăng giảm âm lượng cũng như là nút play bài hoặc là nút bow bài nha mọi người. Và cái phần ở trên chúng ta sẽ có là cái quai sách. Thì hồi nãy mình quên nói là cái quai sách này nó sẽ có thêm một cái lớp đệm cao bằng silicon để coi mình có thể khi mình cầm nắm lên như thế này nè, nó sẽ không có bị đau tay của mình. Và phần sau chúng ta sẽ có thể thấy có hai cổng kết nối. Thứ nhất là cổng Type-C. Cổng Type-C này có thể sạc cho điện thoại của mình luôn nha mọi người, và cũng có thể sạc cho loa. Và kế bên chúng ta sẽ có là cổng AUX. Thì với cổng AUX này á thì mình có thể kết nối với lại PC của mình nè. Và cái chất liệu của em này á, được làm bằng nhựa. Tuy nhiên là sẽ có một cái lớp bọc cao su bao bọc bên ngoài bên này để tránh những cái tình trạng mà bị chày xước không đáng có. Và đó là tổng quan về cái thiết kế của em này. Thì theo mình đánh giá, em này có thiết kế rất là đẹp đó, rất là dịu mắt của mình. Về màu xanh thì rất là ưng nha mọi người. Đó, cũng như là cái thiết kế quai sách này cũng khá là tiện lợi cho mình. Và cái quai sách này á thì mình có thể mua rời ra một cái dây dài hơn. Tuy nhiên thì cái mức giá cũng không có quá là rẻ đâu. Và quay lại về phần phụ kiện của em này, chúng ta sẽ có bao gồm là một cái sách hướng dẫn nha mọi người. Đây, mình sẽ lấy ra cho mọi người coi. Thì bao gồm sẽ một cái sách hướng dẫn cũng như là một cái dây Type-C để mọi người có thể sạc cho em loa cũng như là sạc ngược cho điện thoại của mình. Tuy nhiên là nó có một cái điểm là sẽ không có dock sạc, mình có thể cắm vào cái dock sạc điện thoại của mình như bình thường cũng được. Và em loa trên tay mình đây, đó là hàng chính hãng xuất xứ từ Malaysia nha mọi người. Và về mặt công nghệ của em Bose Soling Max này, chúng ta sẽ có chuẩn kháng nước IP67 cũng như là kết nối Bluetooth 5.3 hiện đại nhất bây giờ. Nên là mọi người cứ yên tâm về mặt kết nối vô cùng là ổn định khi mình đem ra ngoài chơi, cũng như là khả năng kháng nước, kháng bụi của em này. Và thời lượng pin của em này á, là lên đến 20 tiếng đồng hồ theo nhà hãng công bố. Và thời gian sạc của em này á, là khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thì với ở mức này á, ở mức tương đối thôi nha mọi người, mức sạc ở mức tương đối thôi và cũng không có hỗ trợ sạc nhanh. Ngoài ra thì em Bose Soling Max này có thêm một cái app điều chỉnh EQ. Và mình cũng sẽ có một cái clip review chi tiết đánh giá sâu hơn về những cái điểm mạnh này cũng như là điểm yếu của em này sau một cái thời gian mà mình trải nghiệm. Mọi người nhớ đón xem nhé. Và về chất âm của em này thì mình mới vừa trải nghiệm một vài bài xong. Thì theo mình đánh giá sơ qua thôi nha mọi người. Đó, thì em này sẽ phù hợp với những dòng nhạc nhẹ nhàng này, dòng nhạc vocal. Tuy nhiên là cái điểm đặc biệt trên em Bose Soling Max này so với những dòng trước đó là được hỗ trợ thêm hai củ loa thụ động hai bên. Nó sẽ giúp cho âm bass thêm sâu hơn nè, cũng như là đánh khỏe hơn rất là nhiều. Và mức giá hiện tại của em Bose Soling Max này là hơn 12 triệu. Theo mình đánh giá với thiết kế bên ngoài rất là đẹp mắt cũng như là cái chất âm sẽ phù hợp cho những dòng nhạc nhẹ nhàng vocal thì em này cũng khá là đáng tiền cho mình bỏ ra để trải nghiệm. Và hiện tại em này có trực tiếp ở showroom Thiên Vũ tại địa chỉ 779 Trường Hưng Đạo phường 1 quận 5. Có hai màu nha mọi người. Nên mà mọi người muốn trải nghiệm trực tiếp cũng như là ngắm cái vẻ ngoài của em này hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ. Và bây giờ tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong video lần sau. Nếu mọi người thấy video này hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Và nếu mọi người có thắc mắc gì hoặc là có thêm thông tin gì về em này hãy để lại dưới phần comment cho mình nhé.